dính đầy trong ổ bụng đấy thì chúng ta cũng chơi. À. Vậy đó, cái hiện tượng này cũng là hiện tượng tự nhiên để bảo vệ cái con người chúng ta. Đó là hiện tượng tự nhiên nha, không có bắt buộc, không phải ra sức gì hết. Và cái sinh lý cầu mở này chúng ta nó qua các bạn tất cả học qua khỏi gì hay là đi học sinh lý rồi. Thì trong cái bài học sinh lý hồi năm thứ hai năm 1900 hồi nào đó năm 2000 chứ 2010 chứ phải học y hai vào năm 2000 mấy 2014 hả 15 15 nữa thì là biết rồi, giờ biết nhau rồi. Thì các bạn được cô dạy và đã bài để thi. Dạ thưa cô, ở đông máu có hai đường, đường ở đông máu nội sinh và đường ở đông máu ngoại sinh. Vậy là đúng không? Có đúng không? Có học là đường đông máu nội sinh, đường đông máu ngoại sinh không? Không, nhưng sao có được? Làm sao có được? Nhưng bây giờ các bạn cầm cái tiếp máu ra đông này lại rồi, hỏi cái cô giáo môn sinh lý đó, thưa cô, những tiết máu này đã đông theo đường nội sinh hay đường ngoại sinh? Và làm sao biết được? Là cái nào biết được? Hay cả hai? Tôi chắc chắn là cô sẽ ngầu. Tại sao vậy? Tại vì tôi không biết. Tôi không có biết đâu. Yeah. Tại vì nó phải từ xuất phát điểm của nó. Chứ còn họ nó đã đông thôi là để giống nhau vậy. Cái con đường đó đông nó đã chạy xuống rồi thì tới khi giai đoạn phim riêng xong thì giống nhau vậy. À, mình cầm cái tiếp máu đã đông rồi mình không thể biết được nó đi theo đường nào. Nhưng mà mình biết là có hai đường. Tại sao vậy? Đúng không? Bài học sinh lý cho mình đọc vô hỏi cô đó. Tại sao nó có hai đường? Để làm sao người ta phân biệt được cái tiết máu này đâu theo đường nào? À, mình hỏi chưa? Giờ mình hỏi. Tiếp theo là gì? Là học vẫn còn đâu đó chưa có hoàn toàn sáng nút. À, chưa có hoàn sáng nút. Là máu này đâu theo đường nào? Là sao biết được? Là cả hai sao biết được? Nhớ không? Nào, không để chúng ta biết được đó mới là hay. Vì vậy, lát sau học được thì ra chúng ta đối với đứa nào học học lớp này là sao mình biết được cái tiết này trong cái đường nội sinh hay ngoại sinh à, đó thì dễ quá hay rồi. Có hai đường trong máu, thời gian trước đây người ta hay sử dụng là người ta thử thách trực tiếp thời gian máu chảy và bằng cách đâm cái kim vào da. Hồi đi thực tập sinh lý người ta có đâm kim tử tế cho các bạn không? Thử chưa? Có thực tập chưa? Có đâm cái nhát kim vô rồi thấm với thấm bấm đồng hồ cho chạy rồi bao nhiêu phút sau nó cầm máu lại được. Đây là một thử thách ngoại khoa trực tiếp. Thường thì nó sai nhiều lắm, nó có nhiều đường cũng bị sai kia thôi, nó cũng là một cái yêu cầu bắt buộc. Và thời gian máu đông vậy chỉ cần với hai cái thời gian đây là người ta có thể đưa bệnh nhân đi mổ được rồi. Chỉ có điều là may mắn là 1000 ca chúng ta đi mổ thì 1000 ca đó bình thường không, chỉ có ca trước 1001 là xét nghiệm thì bình thường, nhưng mà đưa vô mổ thì nó chảy máu tùm lum luôn, chửi bới nhau không dùng luôn, đúng không? À, chào anh chị mày không kéo giá mình được. Mắng thằng chàng phải qua, anh mổ xong chảy máu nhiều quá. Chàng phải qua, mắng xong chồng đi học sau mà lại xét nghiệm bình thường mà vẫn chảy máu dữ như là cầm không được. Đó, đó, đó. Thì cái thứ 1001, tại sao vậy? Nó có những cái chuyện của nó vậy thì theo. Bây giờ đầu tiên hết, thời gian TS là thời gian thử thách trực tiếp cái khả năng cầm máu của cơ thể. Đó, không có độ tin cậy, độ tin cậy không mất. Sự mệnh, đó là điểm mình nghĩ thức bắt buộc, chúng ta vẫn phải làm. Không có không được. Và tất nhiên những người bệnh nhân nào mà bị chảy máu dài quá thì chúng ta phải đề phòng. À, đề phòng nó không đúng lắm nhưng mà thôi mình phải đề phòng. Rồi bây giờ thời gian máu đông, thường chúng ta thấy ở phòng cấp cứu. Rồi chúng ta thấy ở phòng cấp cứu, người ta lấy sẵn hai cái lamen, hai miếng lam hoặc là hai cái miếng gạch men. À, một bệnh nhân người ta nhỏ hai giọt, một giọt một trên một cái gạch men người ta che lại. Khi người ta trích máu bệnh nhân ra người ta bấm đồng hồ chạy lại. Ta bóp một cái dạy. Cái lần thứ nhất, người ta cầm, người ta nghiêng, cứ mỗi 5 phút người ta nghiêng một lần, nghiêng một lần. Nếu cái giọt máu nó còn biến dạng, tức là nó chưa đông, thì người ta nghiêng tiếp. Đến khi cái lần thứ nhất đông là xong, người ta dỡ cái bóng viên ra, ta nghiêng cái lần thứ hai. Cái lần thứ hai cho chúng ta để yên nó, không có đụng đẩy đến nó, không kích thích nó, cho nó luôn luôn trông chậm hơn cái lần thứ nhất chút xíu. Nha, tự nhiên như vậy. Cái lần thứ nhất thì chúng ta cứ chọc nó, cho nó đông nhanh hơn. Chắc chắn thì cái lần nhất dùng để dò, chứ nếu chúng ta không đụng nó mình nhìn qua vào cái giọt máu hoài không biết giờ nó đông, mình không thăm dò nó thì giờ nó đông. Còn nếu mình cứ thăm dò nó hoài thì nó nhanh quá thì chúng ta làm sai. Mình để y một giọt thứ hai, mình giọt thứ nhất mình dò thôi, giọt thứ hai khi mà giọt thứ nhất đâu là xong, chúng ta bắt đầu nghiêng chậm chậm giọt thứ hai. Khi giọt thứ hai đâu là xong, chúng ta bắt tắt đồng hồ,
thì chúng ta có được cái thời gian máu đông TC. Thời gian này tới 8 đến 10 phút, nó hơi dài một xíu, hơn 12 phút thì ta mới tính toán là có chừng nó có bất thường gì đó quá dài, và thấy không, nó cũng không có đủ độ nhảy. Thì cái thời gian máu đông này người ta làm trước đây cả trăm năm thì có hai cái điều kiện chính. Thì thứ nhất là thể tích lượng máu lấy ra làm xét nghiệm không có thống nhất, có thể nhiều có thể ít. Các bạn nghiên cứu xíu hơn, cái bài này tôi sẽ chuyển cho lớp trưởng của các bạn để tải cho tất cả các bạn. Nghiên cứu chút thôi. Nghiên cứu cái gì cần thiết mình nghĩ là cần ghi lại thôi. Còn cái bài này tôi sẽ tải cho nhóm trưởng hiển gì đó con hiển anh đó. Tôi sẽ tải cho hiển để chuyển cho các bạn học. Và kỹ nghệ thì sao, phải tôi kiến thức thôi. Các bạn có thể là một giờ khác là tôi nghĩ luôn, không có dạy nữa nha. Rồi cái thứ hai là nhiệt độ làm việc. Nếu chúng ta làm ở cái nhiệt độ ấm áp như 2 giờ trưa này và cùng một người đó mà chúng ta làm lúc 2 giờ sáng, hôm nay có bão hay giờ sáng khác hơn rất là nhiều, thì chúng ta sẽ ra hai kết quả khác nhau. Hai kết quả khác nhau thì đều được, có xét nghiệm gì thì đều được nha. Cũng một cái nội dung mà ra hai kết quả khác nhau là không được, do đó người ta phải khắc phục hai cái nhược điểm này của thời gian TC trên lao bằng cách thay vì lấy máu ra ngẫu nhiên nhiều ít không ai biết, thì người ta rút bằng serine, tức là định lượng được một người vậy, người ta đổ vô hai kiếp thể tích bằng nhau, thể tích nhiều đâu các bạn không biết chi, nó có bị ướt của ngành huyết học và đặt trong cái bể 37 độ liên tục. Vậy chúng ta đã khắc phục được hai cái nhược điểm hồi nãy, một là thể tích làm việc và hai là nhiệt độ làm việc. Rồi một người thì khi ta tính máu ra chúng ta bấm đồng hồ cho chạy. Cái thứ nhất làm giống như cái làm hồi nãy. Thứ nhất chúng ta ghi giảm cái tiếp thứ nhất, thì cái tiếp thứ nhất để yêu động ống thứ hai, ống thứ nhất đông xong ta hạ xuống, chúng ta ghi cái ống thứ hai thì luôn đông chậm một xíu, ống thứ hai đông xong thì chúng ta bấm tập đồng hồ, chúng ta có được cũng thời gian cái xe đó, chúng ta giao đông máu thôi, nhưng mà phương pháp trong tiếp hồi nãy là phương pháp trên làm có trong tiếp đó, người ta gọi là thời gian liên quan, thời gian liên quan, các phương pháp đi về cũng lên thời gian máu đông và theo phương pháp liên quan nó ngắn một xíu, và sau 7 phút thì kia 8 đến 10 phút thì này nó sau 7 phút ngắn một xíu tại vì nó chuẩn hơn. Tuy nhiên mặc dù thể tích lượng máu lấy ra làm nhiệt đã thống nhất, nhưng nếu chúng ta lấy người đó hematocrit người đó là 45%, thì chúng ta đã lấy được một lượng plasma bên trên 55%. Mà hiện tượng đông ra của máu là hiện tượng đông của plasma không dính với hồng cầu, hồng cầu dính vô. Như vậy nếu người đó HCT là 45%, là lượng plasma chúng ta lấy ra bên trên coi tầm gọi là 55%. Tuy nhiên nếu mà người đó HCT có 20% thôi, thì thực ra chúng ta đã lấy ra một cái lượng plasma gấp đôi để làm. Vậy là một, tại sẽ ảnh hưởng đến thời gian chúng ta đo đếm được. Bây giờ không chơi máu đồng hồ, bây giờ muốn làm diễn viên với plasma để đợi cho nó đông lại, thì chúng ta lấy máu ra có khác đông. Để các anh chị thấy gì đã có rút máu ra cái phòng bơm, chúng tiếp đặc biệt lên và trộn lên là tức liền, thì cái trong cái tiếp đó nó có chất kháng đông thì nó ngăn những cái đồng máu lại đợi đó. Đợi đó thì cái chất kháng đông đó là CPAP, nó ức chế mất canxi. Canxi trước kia khi xưa thì người ta không biết nó, nhưng mà người ta biết có một yếu tố tham gia vào hiện tượng đông máu và phát hiện ra nhóm thứ tư, cái lần thứ tư, cái thứ tự thứ tư, vậy đó người ta đặt hồi xưa đâu biết nó, người ta đặt là yếu tố 4 nha, yếu tố 4 đông máu, tại vì không có yếu tố 4 thì đâu được, đâu không được, đó, vậy đó thì người ta dùng CPAP để ngăn canxi mất, đâm ra là máu nó không đông được, người ta ly tâm. Người ta rót vô hai cái ống nghiệm như hồi nãy cái bằng nhau thì đặt trong cái vị trí cách thủy bằng 7 độ liên tục. Rồi hồi nãy chúng ta đã lấy mất canxi, đâm ra máu nó không đông được. Thì bây giờ muốn đông lại thì làm sao? Người ta phục hồi canxi đường thừa, người ta phục hồi canxi đường thừa vô, người ta uống EpiPen bấm canxi đường thừa vô, bấm đồng hồ cho chạy. Chúng ta ra cái gì cũng thời gian máu đông cả, nhưng mà phương pháp Powell, đây là phương pháp Powell, thì gọi là thời gian Powell. Thời gian Powell nhảy hơn nữa, còn 4 phút thôi.
thời gian của em khoảng 4 phút thôi nha. Đó, nhẹ hơn. Nếu ta làm tiết tỉnh, thời gian của em là rất là tốt, rất là tốt nha. Nếu chúng ta không làm được những điều cao hơn thì thời gian của em là rất là tốt nha. Tuy nhiên nó vẫn còn những cái phức tạp của nó, đó là số tiền cầu. Nếu số tiền cầu của bệnh nhân là 350.000 hay số tiền cầu của bệnh nhân là 150.000 thì vẫn được xem là bình thường hết. Nhưng cái số tiền cầu đó ảnh hưởng lên cái xét nghiệm trong máu này. Vì vậy không có trung thực là tại vì tiểu cầu chúng ta khảo sát đi, đồng máu chúng ta khảo sát đi, vậy đó cái tiểu cầu nó di vô cái xét nghiệm đồng máu này làm cho nó thay đổi. Mà ngoài cái vấn đề chúng ta thăm dò các yếu tố đồng máu bên trong cái bộ test đó mà không tính tiểu cầu, tại tiểu cầu chúng ta khảo sát đi. Như vậy để thống nhất cái lượng tiểu cầu, người ta cho bỏ ngoài cái tiểu cầu luôn và cái bổ sung vào cái lượng máu đã lấy ra đó một ít cephalin. Cephalin là một chất giống tiểu cầu, nó làm cho cái lượng tiểu cầu, cho dù bệnh nhân tiểu cầu 2.000 hay là 200.000 thì đã bỏ thêm cephalin vô rồi thì nó dẫn đồng tổng nhập, tiểu tình cũng đồng máu người đó đồng nhập cho đó cephalin thay với tiểu cầu. Vậy như vậy thì chúng ta không quan tâm số tiểu cầu của bệnh nhân thực sự nhiều ít nữa, nó sẽ đồng lập với lại cái xét nghiệm này. Vậy đó thời gian gọi là cephalin. Từ đây chúng ta bắt đầu xem cái thuật ngữ của Đại Anh Mỹ là PTT, sau tiếng Anh Mỹ gọi là PTT, partial thrombocytopenia time. Nhưng chưa phải, chúng ta sẽ gặp một xét nghiệm cao cấp hơn một xíu nữa, đó là APTT, có thêm chữ A trước. Tại sao? Tại vì tới đây tất cả chúng ta không em nào có thể hình dung được hết là cái yếu tố dụng cụ để làm việc hồi nãy giờ đó, nó đã ảnh hưởng lên cái việc kích hoạt cái yếu tố đồng máu để cho nó chạy. Nhớ không? Mà mình học được nội sinh trước đó là cái yếu tố dụng cụ khi mà máu ra khỏi thành mạch của mình, ra khỏi cái thành mạch mình xong, nó tiếp xúc vô cái thành ống lạ đó, nó khởi động được đồng máu. Thì cái thành ống lạ đó là từ cái sợi dây của cô y tá rút ra cho tới cái ống nghiệm đổ vô để trộn, cho tới cái ống ly tâm để ly tâm chuyển qua cái tiếp để bỏ vô cái bể chân mâm 7 độ, thì nó bằng nhựa hay bằng thủy tinh hay là bằng thủy tinh VX hay bằng mica, cái ống cái tiếp ly tâm nó bằng mica thì là nó cũng nhất được toàn cầu được. Mà cái đó nó ảnh hưởng nhập, nó ảnh hưởng lên đường mâm mà làm giống như hết toàn cầu sao được, không thể được nha. Như vậy người ta cho một yếu tố vô để cho cái yếu tố khởi động cái đồng máu bảo hòa luôn, đó là cầu lan. Cầu lan là đất sét, đất sét đó cái hạt cực bệnh nó tạo ra một cái diện tiếp xúc với yếu tố đồng máu tuyệt hảo, làm cho yếu tố dụng cụ nó đồng lập. Cho dù chúng ta làm bằng dụng cụ xe lan của mình bằng thủy tinh hay bằng nhựa, ống nghiệm mình bằng nhựa hay là bằng mica thì nó như nhau luôn. Vì vậy cái xét nghiệm này rất là nhạy, cái nghiệm này rất là nhạy, cũng là làm cái động tác như hồi nãy giờ, hoặc có thêm cephalin chỉ là thêm cao lan để kích hoạt, vì đó người ta gọi là thời gian cephalin cao lan. Thì cái thuật ngữ này là thế hệ Pháp xưa tôi đi học, cho đến khoảng gần 20 năm gần đây thì chúng ta tiếp cận với thế giới được nhiều hơn, vì đó chúng ta tiếp cái cầu lưu thuật ngữ tiếng Anh thống nhất trên toàn cầu. Thì PTT hồi nãy PTT được kích hoạt từ cao lan, được thêm chữ A trước là activated PTT, là thời gian PTT kích hoạt. Từ nay chúng ta sẽ thấy các sách vở dùng chữ hoặc là TCK hoặc là APTT đều gọi là như nhau hết. Trước kia cách đây 36-37 năm, cái đó tụi bay cũng còn đang bơi đâu đó, còn đang bơi đâu đó. Khi tôi học chuyên khoa thì tôi làm tất cả những động tác tôi mô tả hồi nãy giờ bằng tay, bấm pipette, bấm đồng hồ để chạy ha, thì tất cả mọi thứ là bằng tay hết. Giờ tôi cầm cái ống máu của bệnh nhân hay ống rasta của bệnh nhân, tôi niêm cái tôi lắc nghi bấm đồng hồ đấy, phải vậy trẻ mấy vậy. Tôi kêu thuyền, tôi thi của kỹ thuật viên mà, của kỹ thuật viên cũng pháo rất là một. Tôi như cổ động cùng một mẫu máu, đúng không? Cô bấm ra, bao nhiêu giây đó, tôi bấm ra bị chảy hơn 2 giây, 3 giây. Biểu thầy đánh rớt, về học tiếp.
cảm ơn cô kỹ thuật viên, thấy không? Đây là vậy đó. Thì ngày nay cái vụ đó lựa tàn rồi, bây giờ là máy tự động hết, thì máy tự động cũng làm như tôi nhưng mà lọt máy, nghĩa là để cái ống nghiệm vô nó lắc nhẹ thì nó cho một cái chùm đi sáng đi xuyên qua, và khi có những sợi phim riêng đầu tiên vừa hình thành hơ quần quần lên là cái máy nó tặng màu sẵn cho mình luôn. À, vậy là thành dễ. Vì vậy nếu mà mẫu máu nó có cao lên thì nó đục, nó xét, nó đục thì máy nó chạy chậm. Vì đó người ta thay cái hạt cao lan đó bằng hạt pi thủy tinh xenit thuộc mịn, cái độ nhỏ nó ngang với lại cái hộp nó xét mịn ha. Vậy như vậy cái pi thủy tinh nó không cản quang, vì vậy người ta dùng máy để chạy trên các vật phẩm trong máu mà không dùng cao lan nữa, người ta không dùng cao lan nữa mà hạt đặc biệt chuyên dụng sản xuất để vào mục tiêu làm xét nghiệm này. À, vì người ta không dùng cao lan nữa cho nên người ta không thể gọi là thời gian serine cao lan, người ta gọi là thời gian serine hoặc quá thời gian serine hoặc non serine activated hoặc quá tiếng Anh là activated quá. Hay Anh Mỹ thì vẫn gọi, hay Anh Mỹ thì vẫn gọi là APDT. Và từ hồi nãy giờ chúng ta làm việc với các xét nghiệm tốn cả phút, thời gian Powell là phải 4 phút 6 phút thì đến thời gian APDT tức là TCA này chúng ta chỉ còn có 30 giây thôi, 30 giây thôi. Và nếu tôi làm bằng tay thì tôi chậm hơn. Do đó hồi xưa đó chúng ta làm thì các anh chị đọc các bài nắng cũ thật cũ đó, cái đây 30 mấy 40 năm đó, thì cái xì ca này nó khoảng 40 giây, chúng ta làm bằng tay nó luôn chậm hơn, nó không thể chạy bằng máy được nhá. Là chúng ta làm khoảng 40 giây, tức là 10 giây. Ngày nay máy tự động cho con số khoảng 30 giây. Và TCA được định nghĩa là bất thường nếu TCA của người bệnh nhân dài hơn cái TCA chính trên 20%. Rồi, giờ tôi nói chuyện chính là tại vậy. Khi tôi, cái máy đó, mình mua một lô bát chất về là Cephalin. Mình mua Cephalin về sản xuất sẵn. Trước khi chúng ta tự làm, mình sản xuất từ ốc, thỏ, mình sản xuất là Cephalin được, chúng ta làm được, tôi ở từ học làm rồi đó, không phải khó. Nhưng mà mình làm không có tinh khiết bằng các hãng sản xuất, nó tinh khiết hơn rất là nhiều. Thì mỗi một lần nó sản xuất được một lô Cephalin thì nó mời 1000 em sinh viên khỏe mạnh không có tiền căn chảy máu gì hết. À, nó thử, nó đo TCA, nó đo APDT, nó đo APDT, nó ra 1000 số. Với 1000 số xong cộng hết tại đấy tôi mình cộng đó nó ra con số. Tôi ví dụ lô Cephalin này tôi sản xuất ra, nếu các anh chị đo thì thời gian chứng là 31 giây, tôi ghi rõ trên cái bao bì của nó, TCA chứng, APDT chứng là 31 giây. Vậy từ đây tất cả các bệnh nhân chúng ta so với con số đó, chỉ mỗi một lô Cephalin là phải một số chứng khác nhau nha. Một lô Cephalin mặc dù nó làm rất tinh khiết nhưng mà mỗi một lần vậy nó tự lại thì lấy một số chứng khác nhau, một số chứng nó phải có chúng ta mới bị được bệnh nhân đó nha. Ví dụ số chứng tôi nói chẳng số tròn số là chúng ta dễ, ví dụ chứng là 30 giây, thì nếu các anh chị trên 20% tức là trên 20% của 30 là 6 giây, thì nếu bệnh nhân của các anh chị mà 40 giây ta đã định nghĩa là bất thường. Thì tôi nói, rồi bây giờ cứ giả định như tôi làm bác cũ, chứng của tôi đã là 40 giây rồi nha, mà giờ bệnh nhân cũng 40 giây luôn thì chúng ta gọi là bình thường, thấy không? Vậy đó chúng ta phải đòi số chứng đó. À, khi các anh chị là đọc các xét nghiệm thì ta đòi số chứng đó của cái labo đó ở thời điểm chúng ta mua cái hộp quá chất đã bán ra rồi, ở reagent đã bán rồi nha. Vậy đó ngày nay các xét nghiệm hiện đại là cho các anh chị có số chứng. Tới đây hấp dẫn đây, rồi bây giờ qua màn khác của kịch bản scenario. Tới đây người ta tưởng là máu không thể đông nhanh hơn 30 giây được, đúng không? 30 giây là quá là nhanh không gì đâu, người ta tưởng vậy là máu không thể đông nhanh hơn 30 giây, đông nhanh hơn cái chứng là được, tại người ta đã kích hoạt đầy đủ rồi, chỉ còn có tối đa rồi, chỉ có tiếp xúc còn tối đa rồi. Nhưng người ta nhận xét như sau, thực ra là từ các cuộc chiến tranh, người ta nhận xét như sau: máu chảy ra từ những vết thương đứt hiếm ngọt, cái động tác của người ta không kim vô mạch máu của bệnh nhân rồi rút kim ra, rút máu ra từ cái kim mà đã đứt ngọt đó,
lúc đi chút xíu nha. Hay lúc nào các anh chị con trai á, cạo râu á, Gillette Super Thin 2 Gillette Super Thin bé không? Trời ngọt lắm, bé cũng ngọt ghê lắm. Đang đang cạo 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 cái đứa cháu chạy ngang nó mất kia cũng bảo mình cái bắt mình xoàng quá. Thì sao? Thì đã gợi ý đó. Đứt sao? Ngọt, trời đứt ngọt. Ngọt thì máu chảy ra từ những vết thương đứt nhiệt ngọt rất là lâu đâu đông rất là lâu. Bây giờ ngược lại máu lan ra từ những vết thương đụng dập nát bê nó bé tai nạn này cày bé cày động mạch thấy dương nông trên mặt đường đâu rách luôn cái hệ thống thái dương này đây máu phun chóc luôn. Chúng ta lấy tay chúng ta đè vô thấy máu từ các vết thương đụng dập nát bê nó bé nha. Chúng ta lấy bàn tay mình ví dụ chẳng là chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buông ra máu nó đâm cứng ngắc. Nhận xét thứ hai, máu chảy ra lan ra những vết thương đụng dập nát bé sẽ đông lại rất nhanh, nhanh hơn và bị dày rất là nhiều. Đó đây, huyết học mang huyết 80 năm trước nhận xét gì đó, cho đó ổng lấy dịch làm nem. Ai ở quê ở Lai Dung chẳng hạn biết người ta làm nem không? Không làm nem là sao? Nem thì người ta giả ra, người ta giả ra, giả nát dụng ra, người ta lấy cái thịt nem đó đó quyết mới rót nước muối sinh lý vô đặng đường, nước sinh lý đặng đường vô và chung với lại cái mô dập nát đó chiết ra cái dịch tạm gọi là dịch mô đó, tissue factor tạm gọi là dịch mô, tissue factor. Ông ấy hỏi chung với cái dung dịch canxi hồi nãy để làm cái đại nhân của quê hồi nãy. Cái gia đình thì chỉ có canxi không thôi, thì khoảng 4 phút thì máu đã đông. Khoảng 4 phút, thời gian của quê là 4 phút, khoảng đó. Nhưng mà nếu ông thêm dịch vô vô, chiết ra từ nem đó, chắc ra của cái dịch nem, thấy cái nước nó chắc ra. Bỏ chung chung, bắt một hồi cho chạy. Ông thấy nó có 11, 12 giây thôi. Cái đường máu tự nó đông lại một mình nó biết với tương đương thiệt mật thì đông chậm hơn là nếu chúng ta thêm một yếu tố ngoại sinh từ bên ngoài tham gia thêm vô, cũng trong cái con người của mình thôi, nhưng không có sẵn ở trong lòng mạch máu, không có sẵn trong máu sẵn, không có di chuyển thẳng trong máu, từ bên ngoài tham gia thêm vô thì nó sẽ đông nhanh hơn. Và như vậy ngày xưa chúng ta học sinh lý với cô giáo, chúng ta đã học máu đông theo hai đường, đường nội sinh và đường ngoại sinh, nghĩa là đông là một mình nó tự lực nó đông lại thì đó là đường nội sinh, và có thêm một cái thứ bên ngoài phụ vô thì gọi là đường ngoại sinh, và như vậy nó sẽ đông nhanh hơn. Thì nhờ vậy mấy anh cha đàn ông mới tồn tại được qua chiến tranh. Đàn ông là gì? Đâm chém chiến tranh nha, giành gái nha, đó à. Đâm chém nhau để lộn nha, chứ sao mà nếu mà máu đó sao nó dịch mà đông chậm hơn thông thường là cô dân bên đàn ông là biến mất đấy, thì bắt đầu rồi mới bảo là mình làm gì được hết không đó chạy không. Do đó chúng ta học đông máu hai đường, đường nội sinh là do tự lực máu mình đông lại, và đường ngoại sinh là thêm một tố bên ngoài trong cơ thể mình thôi phụ vô để làm đông lại cho nó nhanh hơn. Như vậy thì ta có hai hệ đông máu, đường nội sinh và đường ngoại sinh, là lý do đó người ta đã khai thác được nhận thị trường đó. Các phụ mạch khác, các chị nhìn trong thách mình ái thấy có chữ tỷ lệ của thông tin thì nó là gì? Dạ, INR, INR đọc tiếng Anh là INR thì thôi đừng đọc tiếng Anh gì cho nó đẹp lòng, đọc theo tiếng Việt đi cho nó dễ ha. INR phải học cái hệ mở thì mới thì INR, INR thì mới gọi là INR, không biết là sao vậy, không kể nó đi INR. INR rồi thì nó là gì? Tỷ lệ của tôi không giỏi gì để INR không giỏi cái gì thì chúng ta trả lời thẳng từng luôn. Tỷ lệ của tôi cũng chỉ là để giải quyết nó không giỏi đường ngoại sinh thôi, nhưng mà tại sao chúng tôi nói gì ấy đừng có tắt vậy. INR không biết là để giải quyết luôn nó làm gì, ta coi thử nha. Tỷ lệ của nó là gì?
nhìn theo chiều của anh chị đang ngồi nhìn lưng tôi lên, nhìn từ dưới nhìn lên. Tôi sẽ mô tả trên không trung theo hướng của các anh chị nhìn lên. Khi tỷ lệ đông máu trong tỷ lệ các yếu tố đông máu ở trong máu của mình bị giảm xuống, thì mình cái thời gian mình bấm đồng hồ để đo được thì nó dài ra, không? Nó dài ra. Cái yếu tố đông máu bị giảm xuống vì lý do này lý do khác thì cái thời gian đo được nó sẽ bị dài ra. Thì điều quý vị các anh chị thấy nó sẽ từ trên xuống về đây, trên xuống. Đông máu chậm thì nó ngắn. Còn nếu mà đông máu bị giảm xuống thì thời gian đo được sẽ dài ra. Thông thường các đường đông máu thì cái đường biểu diễn là hàm số thẳng, hàm số tuyến tính, hàm số tuyến tinh y bằng ax cộng b, đúng không? Các bạn còn nhớ bài học lớp 11, lớp 10 không? Fx y bằng fx bằng ax cộng b, hàm số bậc 1 đó, đó là một cái thẳng số. Tôi đổi tại lên beta thì tôi học rất là nặng. Năm 1970 có dễ vậy? Thật cả đây. Nhưng đường ngoại sinh thì không theo quy luật đó. Đó là một hàm logarit đảo ngược xuống. Nhớ hàm logarit không? Thì x bằng fx bằng logarit nêm của x. Đường biểu diễn ra sao? Quên bén rồi. Nhớ là tao ra đâu có đâu. X bằng 1, log x bằng nhiêu? X bằng 1, log x bằng nhiêu? 0, được. X bằng đúng cơ số thì log x sẽ bằng 1, đúng không? Biết cơ số 10 thì log x bằng 1, log 10 bằng 1. Nếu mà logarit dp, log e thì bằng 1. Nha. Nếu x tiến đến 0 thì giới hạn của fx, ln của fx là âm vô cực. Nó ở dưới chạy lên 0, phải không? Nó fx ở dưới nó chạy lên, âm vô cực nó chạy lên, nó chạm vô cực quanh ở điểm số 1. Y bằng 0, x bằng 1, y bằng x bằng 0, y bằng 1 chứ, số 1 trở lên 1, chạy lên lên nữa nhưng mà nó còn bắt đầu nó cong lên vậy. Thì cái đường vị trí này là cái hàm ngược lại của nó chạy xuống. Và có một điều lạ là trong những thời gian đầu của thời gian peak thì nó sụt xuống rất là nhanh. Ví dụ chứng là 12 giây. Chứng là 12 giây. Chỉ cần nó tăng thêm 2 giây, 14 giây là nó đã sụt xuống còn khoảng 60%. Như tôi đồng mắm. Còn nó lên tới 16 giây thì nó lại còn dưới 50%. Như vậy, nếu tụi tôi trả kết quả cho các bạn ghi thời gian kết chứng 12 giây, thời gian kết của bệnh nhân 16 giây, thì chúng ta nói 12 với 16 4 giây cách biệt hả? Không sao, đưa đi mổ.